Hôm trước thì em Hương cũng nhá một chút về video về chiếc xe Vios đời 2010 năm số sàn của em Hương. Thì hôm nay em Hương sẽ chính thức lên sóng và quay chi tiết một chiếc xe Vios bản e xịn, không taxi, không khoan đục cho khách hàng nhà mình. Nếu như bác nào mà đang quan tâm về Vios với tài chính 350 triệu đời 2010 năm mà xe gia đình sử dụng thì nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Với chiếc xe Vios của em Hương thì hiện tại đang mang biển 98. Em này là form dáng cũng mới rồi. Vios của Toyota thì cũng thay đổi một chút so với form dáng cũ rồi. Đèn là đèn halogen, có đèn gầm đầy đủ, quan trọng là không taxi, gia đình sử dụng và được thêm cái lớp màu là màu vàng cát. Nên cái màu này em nghĩ rằng rất là nhiều khách hàng quan tâm. Vì một trong những dòng xe Vios bên em bán chạy nhất là do cái màu vàng cát đấy các bác ạ. Máy số ngon là một chuyện rồi, nhưng mà cái màu nó đánh giá rất là nhiều. Từ cái nhìn đầu tiên các bác sẽ yêu về màu, hợp phong thủy đã, rồi mới quan trọng đến máy số đúng không ạ? Thì em này màu vàng cát đầy đủ cho mình nhá, thì bác nào mà ưng thì cứ alo em thôi. Một dàn lốp còn dày dặn nhá. Mâm cũng rất là đẹp luôn, hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Xin nhan trên gương, một chiếc xe quá là đẳng cấp luôn. Gương kính cũng liền đời, lẹp chân kính đầy đủ rồi. Đời 2015 mà chỉ số gương kính là 4, tức là xe sẽ là gương kính liền đời cho xe. Ốp hết tay nắm cửa rồi, vì chắn mưa cũng có. Những cái này là những cái tiểu tiết thôi, có cũng được không có cũng được, nhưng mà có thì các bác đỡ phải lắp đúng không ạ? Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng sẽ quay cho mình. Về dòng xe Vios mà form dáng mới thì phần này nó sẽ là giả chỉ nhá. Thiết kế giống như đường may của da trên da, nhưng mà đây là giả thôi. Nhìn những đường chỉ rất là thật luôn. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa, bệ để tay này, 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa luôn. Kệ bước chân lên xuống 350 triệu cho chiếc xe Vios bản e xịn của em Hương. Ốc nhái không hề vặn mở, ghế da thì cực kỳ cao cấp luôn, căng bóng luôn. Xe trang bị túi khí an toàn bên ghế phụ và ghế lái, và có màn hình giải trí siêu to rồi. Một chút nữa sau khoang mắc tài em sẽ quay kỹ hơn. Trần da 3D xịn sò luôn, nhìn rất là sang với cái màu như vậy. Ô họa tiết to. Gương kính em cũng cam kết liền đời rồi, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Cam kết không đâm xô và không ngập nước, móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn đầy đủ cho em. Một siêu phẩm xe Vios 2010 năm màu vàng cát, không taxi, không dịch vụ thì em nghĩ những bác nào mà quan tâm thì không thể bỏ qua đâu ạ. Tất cả những đường dập lổi cho thân xe thì cực kỳ sắc nét luôn, sơn bên ngoài cũng rất là sạch đẹp luôn. Màn hình có rồi thì cũng sẽ có luôn cả cam hành trình và cam lùi các bác nhé. Cam lùi và cam hành trình cũng có luôn. Xe với thiết kế bản sedan hai đầu thì khoang cốp cực kỳ là rộng rãi luôn. Hatchback cũng không bé đâu, nhưng mà bản sedan hai đầu thì to vượt trội luôn các bác này. Lốp xô cua còn đầy đủ, dụng cụ tăng kích lốp trong cốp này rất là sạch sẽ. Máng nước hai bên cũng không hề đâm xô, không hề ngập nước nhé. Hai bên tai đèn cũng không hề bị biến dạng này. Keo chỉ zin tất cả phần nắp capo, các cái lốt cắt thì cực kỳ tròn luôn. Thảm chống nóng giảm nhiệt phía sau lắp cốp còn nguyên và đầy đủ cho em. Cái đấy đơn giản thôi, nhưng mà đi xe lâu thì sẽ giảm tiếng ồn cho mình, cũng như là giảm luôn cho mình cái phần là chống nóng vào trong xe nhé. Các bác nhìn này, đấy ánh sáng nó chiếu vào này rất là đẹp luôn. Sơn xi sạch đẹp, một chiếc xe Toyota Vios bản E 2010 năm 350 triệu. Số sàn bản lắp ráp trong nước, giá chào bán chỉ có 350 triệu. Giá này thì em sẽ bao rút hồ sơ cho mình. Hồ sơ là em rút cho các bác để các bác đỡ phải đi lại thôi. Còn bác nào không cần phải rút hồ sơ có thể tự về rút thì em sẽ lại gửi thêm chi phí cho mình, giảm thêm chi phí để mình về rút hồ sơ nhé. Táp ly đẹp căng luôn. Mức tiêu hao nhiên liệu đây các bác này, 100 km mới có gần 8 lít thôi. Còn nếu mà ngoài và trong đường kết hợp chỉ có 4 lít đến 6 lít thôi. Siêu tiết kiệm luôn. Quan trọng là ốc nhái nhá, ốc nhái không hề bị vặn mở dù chỉ một con. Do cửa ôm trọn cánh cửa luôn. Bước chân luôn vào khoang mắc tài đây ạ. Cụm đồng hồ hiển thị sắc nét này, túi khí an toàn này, vô lăng đây. Bọc kéo ra rồi, màn hình giải trí cỡ lớn nhá. Điều hòa mắt lạnh sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài. Cần số đây, số sàn 5 cấp, phanh tay. Chiếc xe này có bệ chống mỏi tay rồi, nên như các bác nào đi cũng rất là sướng luôn. Tì tay vào đây đỡ mỏi nếu mà đi xa này. Cổng sạc 12V đầy đủ rồi, sấy sưởi kính lấy gió 3 vị trí. Từng con ốc nhỏ nhất em sẽ quay. Táp ly của dòng Vios form mới này thì nó lên cái dòng giả đường may như các bác nhìn này, rất là xinh luôn. Gương kính thì tất nhiên phải auto tự động rồi, 2015 bản e xịn, không khoan đục, không dịch vụ, không taxi. Xin nhan trên gương này. Lốp lắp rất còn rất là dày dặn nhá, phanh ABS chống bó cứng cho em. Em sẽ quay luôn cả khoang động cơ máy móc để khách hàng nhà mình cùng xem.
bộ phận quan trọng nhất của xe. Để các bác cùng xem nhé. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Vios đời 2015 bản E xịn của em Hương đây ạ. Ụ giảm chấn giảm sóc hai bên không hề bị đâm xô ngập nước hay từ những cái thanh ngang này. Các bác nhìn này, động cơ máy móc này, bút chấm sơn nguyên bản của nhà sản xuất như thế nào thì còn giữ được nguyên các bác nhé, giữ được nguyên luôn. Máy đây, máy R4 máy này, hệ thống phanh ABS đầy đủ cho em. Máng nước hai bên không đâm xô và không ngập nước. Máy móc nhìn rất là dễ, dòng Vios này nhìn máy móc rất là dễ, nhìn một phát là ra ngay. Từ ốc mặt máy, ốc vách cam hay ốc chân máy các bác nhìn phát là biết ngay tình trạng. Mà máy đẹp rồi, em Hương cam kết máy đẹp rồi. Keo chỉ zin nắp cabo này, các cái lót cắt, các cái bấm đinh tán này, hay cả thảm chống nóng giảm nhiệt thì vẫn còn giữ được nguyên. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên một video rất là chi tiết về siêu phẩm Toyota Vios. Vios đời 2015 số sàn, bản E xịn, không taxi, không khoan đục, giá chào bán 350 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm, nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Và đừng quên showroom bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi review cũng như là 11:30 các ngày trong tuần. Em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên livestream của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.